Hello, chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến video của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em top những chai hoa nữ mà mình yêu thích, những mùi hương mà mình cảm thấy rất là mê mẩn, rất là khoái khi mà ngửi. Ok, let's go. Đầu tiên đó là một sản phẩm của nhà Dolce & Gabbana, nó có tên là Light Blue. Đây là một cái mùi hương kết hợp giữa vị thơm của chanh và một chút ngọt ngậy của kem, tạo nên cái mùi hương vừa thơm mà ngậy vừa đủ. Cái mùi hương này rất là thích hợp dùng trong mùa hè, và các chị em nào, mình nghĩ là các chị em nào nếu như thích một cái mùi hương có cái sự thu hút, có sự sexy vừa đủ trong những ngày hè nắng nóng thì Dolce & Gabbana The One, Dolce & Gabbana Light Blue là một trong những sự lựa chọn cũng rất đáng để mà tham khảo. Tiếp theo đó là một sản phẩm của nhà Lancôme, nó có tên là Miracle. Hoa nhài và một chút cay nồng tạo nên cái mùi hương này rất là quý phái và sang trọng. Mình thấy nó đặc biệt hợp trong môi trường làm việc, bởi vì nếu như các chị em nào mà yêu thích một cái mùi hương mà trong cái môi trường rất là đông người và chật chội chẳng hạn đó, mà một cái mùi hương vừa quyến rũ và vừa không gây ảnh hưởng đến mọi người khi mà ngửi, thì Lancôme Miracle này là một trong những chai nước hoa mình thấy rất là hợp khi mà sử dụng. Tiếp theo nữa đó là Narciso Rodriguez For Her. Nếu như chị em nào có đôi mắt giống như của Hà Lan, có má lúm đồng tiền giống như của Trà Long chẳng hạn, thì chắc chắn rồi, đây là cái mùi hương mà các chị em nên sử dụng. Bởi vì cái sự kết hợp giữa xạ và hoa hồng rất là nhẹ nhàng, vừa đủ để tôn lên những cái vẻ đẹp sẵn có của các chị em. Nếu như bạn đã có những cái gì, có những cái gì sẵn có để có thể gây sự chú ý đến mọi người, gây sự thu hút đến mọi người, ví dụ một ánh mắt, một nụ cười hoặc một cái sự thu hút ngầm nào đó, và một cái mùi hương nó đều đủ để tôn vinh lên. Các chị em không cần quá những mùi hương nó quá nồng nàn, nó cần không cần phải quá mạnh mẽ để có thể thu hút, thì Narciso Rodriguez For Her này là một trong những sự lựa chọn rất là tốt. Tiếp theo nữa đó là một sản phẩm của nhà Hermes, nó có tên là Eau de Mavely Blue. Cái chai nước hoa này có sử dụng hương nước biển. Thì nhắc đến hương nước biển thì phải nói đến những sản phẩm của nhà Bulgari, và thực sự mà nói mình không quá thích nốt hương này, bởi vì nếu mà khi mà mình ngửi mình cảm giác nó một cái gì đó nó hơi nợ nợ. Thế nhưng ở trong chai nước hoa này mình không rõ là cái perfumer này họ đã mix mùi hoặc như thế nào đó. Thế nhưng cái dry down của chai nước hoa này rất là nhẹ nhàng, fresh và clean. Mặc dù nước biển nhưng mà ngửi rất là dễ chịu, rất là thích hợp dùng trong mùa hè. Nếu như mà chị em nào mà thích một cái mùi hương đơn giản, nhẹ nhàng, tinh tế thì Eau de Mavely Blue này chắc chắn là một trong những sự lựa chọn mà các chị em nên sử dụng. Tiếp theo nữa, chai nước hoa này có tên là Treasure Midnight Rose, một cái mùi hồng cực kỳ thu hút, cực kỳ gợi cảm và cực kỳ sexy. Chai nước hoa này có sử dụng giữa hoa hồng và quả mâm xôi. Thực tế mà nói, cái nốt quả mâm xôi luôn luôn là một cái nốt mà mình, khi mà mình bất kỳ một chai nước hoa nào mình nhìn thấy có sử dụng nốt này thì mình thấy hơi ái ngại, bởi vì nếu như mà cho quá liều thì nó sẽ rất là nồng và ngái. Thế nhưng ở chai nước hoa này thì rất là tuyệt vời, mùi hoa hồng ngửi mình cảm giác không bao giờ mình cảm thấy ngấy mà mình chỉ muốn ngửi mãi. Nếu như các chị em nào mà hôm nay mà chúng ta được đi đến dự một buổi event hoặc gặp mặt những người lạ lần đầu tiên chẳng hạn, mà chúng ta đang bối rối không biết là mình sẽ phải làm gì, mình sẽ phải nói như thế nào, mình sẽ phải chọn một mùi hương gì để mà gây sự ấn tượng buổi ban đầu mà không gây sự khó chịu đối với mọi người khi mà ngửi xung quanh, thì Treasure Midnight Rose nên sử dụng, nên thử đó. Tiếp theo nữa đó là một sản phẩm của nhà Tom Ford, nó có tên là Black Orchid. Có hai điểm để nói về mùi hương chai nước hoa này, đó là điểm đầu tiên đó là mùi hương này khá là phức tạp, rất là khó để mà có thể phân biệt được nốt nào, vì cái độ mix giữa các nốt nguyên liệu nó rất là nhuyễn, rất là khó để mà phân biệt được ra. Và cái thứ hai nữa, đây là một cái mùi hương rất là sexy, nhưng nó đi kèm với đó là một cái sự gì đó khá là lạnh lùng. Nó giống như kiểu khi mà chúng ta bất kỳ nhìn đến một chị em nào đó rất là quyến rũ, thế nhưng mà sẽ luôn có một cái barem dựng lên để chắn chúng ta lại, đấy, không dễ gì để có thể vượt qua được cái barem đó. Thì mùi hương của Black Orchid này cũng giống như thế. Chị em nào mà có một cái sự gợi cảm nồng nàn và nhưng có một cái tính cách khá là hơi lạnh một chút thì Black Orchid này cũng đáng để nên thử đó. Tiếp theo đó là một sản phẩm của nhà Yves Saint Laurent, nó có tên là Black Opium. Cà phê và vani tạo nên một cái mùi hương rất là thu hút, rất là quyến rũ. Đối với mình thì mình cảm thấy các chị em nào yêu chuộng một cái phong cách gợi cảm nhưng giống như một rock and roll, một nữ rocker chính hiệu, có nghĩa là áo da, quần jean đen và một cái phong cách trang điểm rất là đậm để có thể tô lên cái cá tính của mình,
vừa gợi cảm nhưng vừa thể hiện cái cá tính của mình thì chắc chắn rồi Black Opium này mình nghĩ nó rất là hợp với một phong cách như thế. Hai chiếc nước hoa mình sẽ nói tới đây là dành cho các chị em nào mà yêu thích một cái sự sexy, một cái sự gợi cảm, hoặc là ngửi một cái chúng ta có thể cảm thấy cái sự thu hút luôn, một cái sự sexy rõ ràng luôn. Đó là Frederick Moore Cannon Flower và Buckwheat Roach 540. Một mùi hương hoa rất là gợi cảm, rất là sexy, và một mùi hương giống như một viên kẹo ngọt sẽ đưa đẩy chúng ta sẽ phải ngửi mãi bởi vì cái vị ngọt của nó không hề ngấy mà sẽ rất là muốn thu hút chúng ta ngửi mãi luôn. Do đó nếu như mà mình thấy là nếu mà chị em nào mà ưa chuộng một cái phong cách sexy bùng nổ thì Frederick Moore Cannon Flower và Buckwheat Roach 540 muốn giới thiệu qua cho các chị em. Và cuối cùng đây là một sản phẩm của nhà Cartier, nó có tên là Le Baiser du Dragon, nụ hôn của dòng, một sự kết hợp giữa hạnh nhân và hoác hương. Hạnh nhân là một cái nốt nguyên liệu rất là khó để mix, mình thấy không nhiều chai có thể làm ngon được cái mùi hạnh nhân bởi vì bản chất của nó, cái mùi của nó rất là đầu tiên là hắc và ngái, do đó là nếu như mà không mix không chuẩn thì ngửi sẽ rất là khó chịu. Nhưng ở chai nước hoa này nó làm rất là tốt, rất là ok, mix cùng với hoác hương tạo nên cái mùi hương rất là bí ẩn. Do đó nếu như chị em nào có một cái duyên ngầm, đầu tiên là phải duyên ngầm và một cái gì đó tính cách khá là lạnh lùng nhưng có duyên ngầm, thì mình nghĩ là các chị em cũng nên thử chai nước hoa này bởi vì nó rất là hợp với những bạn nào có, bạn gái nào có một phong cách như thế. Le Baiser du Dragon của nhà Cartier. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu đến cho các anh em top những chai nước hoa nữ mà mình cảm thấy rất là yêu thích, mình cảm thấy rất là đam mê mùi hương đó. Rất hy vọng các anh chị em cảm thấy thích video này. Hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.